Hôm 13 tháng 1, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch công bố phúc trình thường niên về tình trạng nhân quyền, trong đó đánh dấu sự suy giảm nghiêm trọng tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt đáng lo ngại là tại Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Campuchia. Phúc trình nhân quyền chỉ ra rằng các chính phủ siết chặt kiểm soát hoạt động của truyền thông báo chí và thông tin liên lạc bằng việc áp dụng các luật lệ về tội phạm mạng, nổi loạn và đặt ra nhiều hạn chế đối với quyền tự do ngôn luận. Bản phúc trình cũng cáo buộc chính phủ Thái Lan và Việt Nam đã đàn áp việc đưa tin trên mạng trực tuyến và truyền thông trong năm nay. Tại Việt Nam, bản phúc trình lưu ý việc các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền phải đối mặt với sự đe dọa và sách nhiễu liên tục của công an và bị biệt giam hay bỏ tù chỉ vì thực hiện quyền cơ bản của họ. Các nhà hoạt động nhân quyền từng hy vọng rằng dưới lãnh đạo mới từ sau Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 năm 2016 sẽ giảm bớt việc trấn áp. Nhưng ông Brett Adams, Giám đốc châu Á của Human Rights Watch cho biết niềm hy vọng này đã tiêu tan. Trong năm 2016, tại Việt Nam có ít nhất 19 người, bao gồm các blogger nổi tiếng đã bị kết án tù dài hạn. Các nhân viên thường phục hay ẩn mặt tấn công thường xuyên nhắm vào các blogger nhân quyền và những người vận động bằng các hành vi rất rõ ràng, nhưng họ không bị trừng phạt.